Hello em, chào mừng em đã trở lại với Shiro One, Shiro Takimi. Rất vui vì đã được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại Nam Sam Play, một cái web game. Nói chung là hôm nay thì anh em chúng ta sẽ cùng nhau quay lại với web thường, web chính thức của Vô Tạc nha anh em, Nam số 8 Play. Nói chung là có một bạn Facebook có nhờ mình sao giùm con ạc, cho nên hôm nay mình quay trở lại với series sao ạc nha, sao ạc của ạc chính rồi. Nói chung thì mình cũng hứa với bạn ấy sao lâu rồi, nhưng mà hơi bận cho nên là chưa có sâu được, thì nên thôi. Thì mình thấy cũng kỳ quá, hứa với anh em nhiều lần rồi mà hứa với anh em lâu rồi mà không sao, thì con bạn ấy lại buồn, lại khóc lóc, rồi nằm ác mộng trong đêm. Cho nên thôi quyết định hôm nay sau luôn, cố gắng tranh thủ quay clip cho bạn luôn. Trong thì bạn này trên mình lấy nhận cái con ăn này trên Facebook, còn tên thì chắc là mình sẽ giấu tên nha. Nhưng thì nói tên ra thì mất công rồi, bạn ấy lại ngại ngùng thẹn thùng nữa. Ảng này chơi bên server là 441, tên là Tablet nha anh em. Tablet, mình chả biết Tablet là ai luôn. Cho nên bây giờ mình sẽ tra Google thử coi. Tablet 1B. Không biết là ai nhỉ anh em. Nhân vật này tên là lạ. Đây nè. À, thì ra là một thành viên trong đảo Big Mom anh em à. Đây. Charlotte Tablet nha anh em. Hình dạng cầm kiếm là các kiểu này, chắc là một cũng là một người con của Big Mom, nhưng mà mình chả biết thông tin chi tiết của thanh niên này đâu anh em. À, thanh niên này là thanh niên cưỡi cái con cừu màu hồng này anh em. Thành cái hình này trước mình có dùng để làm clip cho anh em xem trong cái bản update rồi, nhưng mà không ngờ là thanh niên Tablet là thanh niên cưỡi con này. Ok, giờ mới biết luôn anh em. Rồi được rồi, thông tin về thanh niên đó thì cũng đã biết rồi. Bây giờ thì mình sẽ tập trung vào chuyên môn. Là chúc anh em một ngày vui vẻ và xem clip nhớ like video, subscribe để kênh để ủng hộ cho mình. Bạn nào chưa đăng ký kênh chưa subscribe thì ấn vào subscribe nút màu đỏ để đăng ký để ủng hộ cho mình nha. Đây, trong thời gian mình sẽ bắt đầu chuyên mục sau luôn, nhanh gọn lẹ nè. Ác này thì cấp 178 nha anh em. Cấp 178 thì hiện tại hình như là cấp cao nhất là 180. Nói về cấp độ thì như cấp cao nhất là 180 đúng không anh em? 180 hay 190 ta? Ồ, 190 anh em, sorry anh em. Mình có sự nhầm lẫn nhẹ, đó là cấp 190 là cấp cao nhất. Thì ở cái server này thì con ạc này hiện tại đang sở hữu top 4 về đẳng cấp. Thì người cao nhất là cấp 190, người top 2 cũng là 190, còn người thứ ba là cách tới 10 cấp là 180 nha anh em. Sau đó là tới mình là mình cấp 178. Wow. Giờ mà mình lên 179 thì mình vẫn giữ top 4 thôi, còn thanh niên kia chắc top 180 chắc là sẽ tăng cấp dần dần nữa. Tên nhân vật của con ạc là tên Gơn nha anh em. Tên Gơn đọc thì cũng hơi thấy sai sai, giống như kiểu chúng ta đọc là gon hoặc là gôn gì đó, còn bên này tên này là dấu dấu chữ ơ, đặt tên là gơn. Lực chiến là 7 triệu, hơn 7 triệu, VIP là VIP 10. Số tiền tổng cộng đã làm cho con ngạc này là 49 triệu 169 nghìn anh em. Đấy, cũng gần 50 cổ rồi anh em, gần 50 cổ rồi, một nửa của 100 triệu thì cũng không phải dạng vừa nha. Và bây giờ nếu mà nạp thêm 1 triệu nữa thôi nè anh em, nạp trong khoảng 1 triệu rồi thôi là sẽ lên được VIP 11. Wow. Như vậy là VIP 11 là chúng ta sẽ nạp là 50 triệu. Nạp đúng 50 triệu rồi sẽ lên VIP 11. Quá gắt luôn anh em. Rồi, tiếp theo mình sau về xếp hạng nha. Thì con ngạc này đang như mình nói nãy thì top 4 về đẳng cấp, còn về đấu trường là đang top 7. Danh vọng nó top 3, treo thưởng top 4 và phó bảng là top 8. Ok. Nhưng thì cũng nằm trong phạm vi từ top 5 đổi lại là ok rồi. Hiện tại đang cưỡi chiếc chắc là máy cẩu hay máy xúc chopper nè. Pet đi theo thì bao gồm bay mát và bò biển kung phu. Tinh linh của thằng nhân vật chính thì là con Lucifer. Mình sẽ vào tinh linh cho anh em xem nha. Ui, cũng khá là ghê đó anh em. Chỉ có điều là không có con tinh linh mạnh nhất thôi. Con tinh linh mạnh nhất là con Tiamat thì không có, nhưng mà nói chung là cũng sở hữu được ba em Lucifer. Quá là ngon lành, với một em Draco và một em Verona. Nói chung là cũng dạng tinh linh thứ dữ đó anh em. Ít có quà luôn nè, nhận giúp bạn luôn nha anh em. Đấy, thấy quà mà không nhận thì kỳ quá. Tinh linh ngon nên nhận quà khá là ngon luôn em. Mình thì mình không có con nào ngon hết, chán thiệt. Draco mình còn không có nổi con nữa. Úi vậy, nhắc lại thêm buồn cho nên thôi mình cũng không muốn nhắc lại nữa. Tiếp theo là về pet, hiện tại pet của bạn đang sở hữu là con bay mát. Đây, con bay mát, cá vàng, cá mập, cá lồng đèn, đồ quá trời luôn nè anh em. 5.000 con luôn, kinh thiệt. Pet phụ đang chơi thì là con bò tên lửa cân bằng nha anh em. Bò tên lửa cân bằng rồi. Tiếp theo thì mình sau về cái tinh bàn thì hiện tại đang chơi là tinh bàn diệt. Quá ngon, tinh bàn này còn mạnh hơn tinh bàn thiên kiếm giả nữa anh em. Tinh bàn diệt nha anh em. Đó. Rồi còn gì nữa không? Nếu mà hết rồi thì chúng ta à cờ hải tặc nữa anh em, vào cờ hải tặc luôn nha. 23 cờ bugi, 28 cờ mèo đen, một cờ kren, 15 cờ long, một cờ bạch thiết,
4 cờ khỉ núi, 1 cờ Barrowell World, 1 cờ Fossey. Bên đây thì chưa có cái nào. Ok, mấy cái cờ đây thuộc dạng hiếm hay sao anh em ơi. Ui, mấy cái cờ này tăng thiên phú luôn nè anh em. Đúng không? Ui, chấm hỏi là chưa ra đúng không ta? Đúng rồi, chấm hỏi nè anh em, đang còn chấm hỏi nè. Ví dụ như băng hải tặc Big Mom nè anh em. Đây là quân bảo vệ Imperdown cũng chưa có luôn nè, ghê thiệt. Ui, cái cờ này là cờ Kuza tăng thiên phú đồ luôn nè, ghê thiệt chứ. Mấy cờ này ngon vãi luôn anh em, nhưng mà hình như chưa ra. Không biết là đã ra chưa hay là tại đặc này chưa sở hữu mình không biết, nói chung là như vậy. Rồi, mình sau về đồng đội luôn nha. Đầu tiên là nhân vật chính, thì nhân vật chính đây là một nhân vật chính nữ kiếm sĩ cực kỳ là sexy. Tuy nhiên thì mặc đồ này không sexy lắm, đồ này hơi kín đáo, hơi kiểu gọi là kiểu gì sao ta, kiểu này kiểu không biết là kiểu gì nữa, cũng không biết gọi là kiểu gì anh em. Rồi, tên nhân vật là Gen như mình đã nói, vật công thiên phú là 4S cộng, chuẩn bị lên 1X trừ, vật phòng là 4S trừ. Còn mấy dòng kia thì cam cho nên thôi không cần phải nói tới nha anh em. Trái quái quỷ đang mang là trái chi thức cộng 2 thôi hả? Này trái lá trắng cộng 1 và trái cá mà xanh lớn cái Vivin cộng 2. Wow. Mình thấy là cái dàn trái quỷ này như là không được đầu tư nhiều anh em, toàn cộng 1 cộng 2 thôi. Đấy. Mình anh em có thể thấy trang bị đồ này nè anh em, đấy rất là cùi bắp luôn. Có vẻ như mà chính là người không được đầu tư nhiều. Chúng ta cùng chờ xem thử ai là người được đầu tư ghê nhất trong cái team này nha. Báu vật thì người ta đang sở hữu là báu vật có hai món của thằng Jack Kaido. Hai món thôi nha anh em. Hai món. Được cộng thêm ui có hai món thôi là anh em cũng đã cộng được vật phẩm thiên phú 0.12 rồi nè. Tiếp theo là áo khoác của Marco. Bộ bài đẹp. Dao mổ với lại bình rượu rau trắng đấy anh em, cũng khá là nhiều báu vật cùi. Nói chung là nhân vật chính theo kiểu không được đầu tư nha anh em. Chúng ta cùng chờ đợi xem ai là người đầu tư nhiều nhất nha. Đồng đội tiếp theo, ui có cả Luffy Gen 4 nè. Ghê chưa? Đây là cây Yasura thì cũng không chơi luôn. Đây là Boasura không chơi luôn. Buget cũng không chơi. Aoki cũng không chơi. Rồi. Nhưng mà Lord Revenger chắc chắn là sẽ có chơi. Chúng ta cùng nhấp vào xem nha. Ui. Ui, vậy là Ma Công cũng là 4S cộng, vẫn chưa lên được X trừ nha anh em. Cũng trong nằm trong phạm vi 4S cộng thôi. Ma khí rèn 130. Ngọc là 72%. Bảo thạch này là bảo thạch 8 sao đúng không ta? Bảo thạch trái tim đi, gọi là bảo thạch trái tim cho dễ nói nha anh em. Mình nhớ không nhầm là 8 sao, trái tim là 8 sao. Rồi, trái quỷ là trái Titan, tuyết quái cộng 2. Cốc xanh lớn với hổ đen cộng 5. Wow, nãy giờ mình thấy đừng trái cộng ngon nè anh em, cộng 5. Này là trái OP OP cơ bản của Lo thì cộng 3. Rồi. 4 dòng tổng cộng là có 4 dòng hoàng kim 4S. Đấy, thì nói chung là vẫn chưa có ít trừ, chúng ta cùng chờ đợi xem liệu có ít trừ không nha. Báu vật thì cũng đang mang khá là tào lao luôn anh em, nhưng mà báu vật theo kiểu không theo bộ, và thậm chí có cả báu vật phẩm chất đỏ nữa anh em, 5 sao. Hơi buồn nha anh em, nãy giờ hơi thất vọng. Tin khi mà ngay cả Lord Revenger là đồng đội hot nhất của năm mà vẫn chưa được đầu tư gì, mình không hiểu chuyện gì phải đang xảy ra luôn. Chúng ta cùng chờ đợi xem tiếp tục nha. Dolph Lamin, ui, ui, Dolph Lamin gâu ít không giấu luôn anh em. Chúng ta không cần ít trừ nữa, bây giờ ít không giấu luôn rồi. Wow, và mình thấy là thằng Dolph Lamin gâu này cũng được đầu tư khá nhiều đấy. Trái ồn dịch, ui, trái ồn dịch luôn anh em ơi, xoáy cực kỳ ghê. Nhưng mà tất nhiên là không bằng được trái Long Hồn rồi. Trái Long Hồn là xoáy cực kỳ kinh luôn. Này là ồn dịch với lá trắng cộng 4. Hoa tinh với hổ đen cộng 4. Và trái Ito Ito cộng 5. Nhẫn thì rèn 145, ngọc 115%. Bảo thạch là bảo thạch 9 sao nha anh em, 9 sao. Mã vàng, mát sao đỏ, mát sao vàng. Rồi. Tuyệt chiêu là ít không giấu. Và có 3 dòng khác là bà hoàng kim nữa, đó là ma công 4S trừ, vật phòng 4 không giấu và ma phòng là 4S trừ. Rồi. Báu vật thì vẫn còn đang mang kiểu hỗn loạn anh em, không có một cái bộ theo full luôn. Ui, con ạc này mà có theo bộ báu vật nữa thì mạnh nữa đó anh em. Thắt lưng Jinbe nè. Wafuku Jinbe. Giày của Doflamingo. Găng tay của Vissa. Khăn đội đầu râu trắng. Gì đâu mà mình thấy theo kiểu tàn là thành viên của băng râu trắng thế này. Đắng lòng thì anh em, đây là cầm đầu băng hải tặc râu trắng. Đây là Jinbe, nói chung là cũng có thể gọi là một thành viên của băng râu trắng đây. Là hai nè, Vissa hoa kiếm nè. Rồi đây là Doflamingo. Ồ, Doflamingo thì nó không có. Vì là thằng Doflamingo này chỉ mang được một bộ vật của nó là đôi giày thôi, còn lại là những cái thứ khác là mang của những cái đứa lạc loài khác. Hơi là buồn cười nha anh em. Rồi, chúng ta cùng tiếp tục xem thử coi đồng đội tiếp theo là ai nha. Bên trang 2 nè. Đi Shirashi nè anh em, Shirashi có chơi nè. Vậy là nhân vật chính là 1 Lo, 2 Mingo, 3
CRG 4, vậy là còn một người ở trang 2 nữa. Mình không biết là ai đây. Có thể là Sabo, hy vọng đó là Sabo. Hoặc có thể nếu mà cao cấp hơn nữa là Rayleigh S2, Râu Đen S2 các kiểu. Nhưng mà CRG này thì cũng không được đầu tư nhiều nha anh em, chỉ là những cái trang bị cùi bắp thôi. Cái này là trái tri thức ghép với Pegasus, hổ đen có một sạch lớn và trái mô phỏng. Rồi ok, thiên phú thì ma công cũng được, cái gọi là 4S không giấu, thời trang, mũ mạo hiểm, báu vật chắc chắn là cũng tào lao rồi, không có gì gọi là theo bộ cả. Rồi bước sang trang 2, chúng ta cùng chào đón thành viên thứ 5 của team là ai đây. Ui ui, như vậy là đúng như mình dự đoán, như là Sabo. Và Sabo này đúng thật là được đầu tư cực kỳ kinh dị anh em ơi, khi mà anh em nhìn những cái trang bị xanh lè xanh lét, có cả trái ác quỷ thức tỉnh đây nữa, trái ỷ thiên cũng 5. Wow, level chăm sóc level 40 nha anh em, trái tri thức giống với Pegasus cộng 10, ôn dịch lá trắng cộng 5, mera cộng 6, áo choàng vệ vương cộng 22, ma công ít cộng, chuẩn bị lên 2 ít trừ luôn anh em, căng chưa. Cái BB này mà rèn lên xanh lè này là đủ 5 món rồi. Ma khí rèn 155 nè anh em, ngọc 130%, thần thạch luôn, có thần thạch vô minh luôn, quá dữ. Ma công hiện tại đang sở hữu là 366.000, quá ghê. Nón nè, rồi áo với là dây chuyền cũng là rèn 155 luôn nha anh em. Cái dây chuyền này cũng sở hữu một viên ngọc 9 sao luôn, sinh mệnh cộng 164.5%, và cộng thêm 47k cơ bản ở dưới nữa, quá kinh luôn. Báu vật vấn phong cách này, tuy là Sabo được đầu tư rất nhiều nhưng anh ấy không thể có một cái bộ báu vật cho riêng mình được anh em à. Thắt lưng Jim Bell, máy sản xuất kẹo, xe người vượng, rồi qua Fuku Jim Bell, cầu thủy tinh Sirali, huyết thanh, trời ơi hơi buồn nha anh em. Rồi còn đây là Rayleigh, không biết là thanh niên này chủ quạt có định lên Rayleigh S2 không mà lại đặt Rayleigh ở đây đây anh em. Hy vọng là sẽ lên Rayleigh S2 cho nó mạnh luôn, càng tốt. Rồi ok, được chiến 7 triệu và hiện tại thì hình như theo mình thấy là đang mình dùng cái con mắt tinh tường của mình nhón nhén, mình nhìn lén lút thì mình thấy là đang kẹt ở cái phó bạn Brickmart thì phải. Hù, nhưng mà 7 triệu thì không thể nào mà vượt qua Brickmart thì đúng rồi anh em. Nói chung thì theo mình biết không nhầm thì có một số lời khuyên kinh nghiệm của mình, theo mình biết thì muốn vượt Brickmart này hình như là Sabo mạnh hay là lo mạnh là qua nè anh em. Nhưng mà có vẻ hơi căng. Bây giờ mình sẽ đánh thử một trận cho anh em xem cái tem này 7 triệu 3 đánh với Brickmart xem sao nha anh em. Riêng mình thì mình không bao giờ mơ mộng đánh được tới phó bạn này rồi, mình mới có 3 triệu thôi. Mà đây 7 triệu còn lết lên lết xuống không nổi thì mình nghĩ sao 2-3 triệu mà đòi đánh tới đây. Rồi chúng ta cùng chờ đợi xem liệu Sabo được đầu tư trong tem nhất thì có gánh tem nổi không nha anh em. Đây, nói chung là con Brickmart đây là con boss mà đánh cũng khá là nhiều trận, khá là nhiều clip rồi. Anh em cũng đã biết được sức mạnh ghê gớm của Brickmart rồi đúng không? Xoáy 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 xoáy. Ủa sao xoáy ta? Mình nhớ có ôn dịch mà ta. Không biết là ôn dịch nằm vị trí của ai ta. Xoáy nè. Ủa không xoáy luôn ta. Bị vậy? Có vẻ là mình chưa hiểu hết về cái trái ôn dịch cho nên mình hiểu sai về ý nghĩa của nó, để lát mình nghiên cứu lại. Bây giờ để chúng ta xem trận chiến tiếp theo nha. Ui, ông nện cái muốn chết hết tem rồi kìa. Wow, giết được mấy con mèo rồi anh em. Giờ tập trung giết ông Brickmart nè. Tuy nhiên thì cái ông này sở hữu cái lượng máu rất là ít nha anh em, 487 triệu, gần 500 triệu máu. Ui, nhân vật chính có skill đẹp thế. Ghê. Nhưng mà nãy giờ thì như là mình như là mũi đốt inox á anh em. Không dứt xe được ống máu luôn thì phải. Ui, anh em nhìn ống máu dưới chân ổng kìa. Nhìn được tí tí. Ui, thôi toàn rồi anh em. Thấy Sabo ngẫm là chúng ta tự hiểu số phận rồi. Như vậy là với 7 triệu mà đam được có nhiêu đây thì anh em nghĩ sao? Anh em nghĩ sao mà qua nổi? 7 triệu mà đam được nhiêu đây thì mình nghĩ chắc trong phạm vi 10 triệu cũng có khi là chưa win nữa chứ đúng không? Thôi thua nha anh em, đánh không nổi đâu. Trời ơi, ông CC nữa kìa, không chế rồi choáng nữa nhá, ghê thiệt. Để mình xem chiến lược coi. Ui, ở đây giữa hai thanh niên vượt qua thôi nè anh em. Ui, một thanh niên cấp 167 mà đã vượt qua rồi á. Xem thông tin coi lực chiến nhiêu nha anh em. Hiện tại thì mình đang kiểm tra đây là lực chiến là 16 triệu, nhưng mà trong lúc vượt cái con này thì có khi là lực chiến sẽ ít hơn đấy. Không biết chiến lược có xem được không ta. Hình như là không xem được anh em à. Hơi đen. Ui ghê quá nhờ. Cấp 167, 172. Cấp 167 thôi mà lượng chiến mười mấy cũ. Trời ơi kinh. Mạnh quá nhờ. Đâu ra mà mạnh dữ không biết. Đầu tư cũng hơi khủng ấy. Tuy nhiên thì
Phó bản thì cũng còn dài lắm mới tới được ông này, cho nên thành ra là nếu mà con gạt Kisame của mình mà muốn vượt tới British Mart thì chắc là hơi đuối. Có khi là không thể đâu anh em. Thôi mình xin bó tay chống con chứ mình không thể nào mà vượt tới ổng. Rồi, con gạt này thì nói chung là theo mình cảm nhận, theo cảm nhận của mình thì cũng chỉ nằm ở tầm trung thôi. Tầm trung nha anh em, báu vật vẫn chưa đầu tư nè. Đấy. Báu vật chưa được đầu tư nè, rồi còn nhiều thứ lắm, nói chung là nhiều thứ chưa được đầu tư lắm. Dàn tướng thì cũng khá là ok, nhưng mà sở hữu được những tướng thời đại hot bây giờ như là Lo nè, rồi Sabo nè, đầu tư cũng khá là ghê. Tuy nhiên thì mình không hiểu sao báu vật lại không có nha. Mình sẽ vào túi xem trong túi có gì đặc biệt không. Ok. Túi hiện tại là mình thấy là không có gì đặc biệt này. Trong kho thì sao đây? Ui, trong kho khá là nhiều trác quỷ cho anh em, nhưng mà đến thời điểm bây giờ thì trác quỷ nó không còn có giá trị lợi dụng nữa. Ok. Rồi, đây thì có một số mảnh của vật phẩm, ví dụ là áo choàng vệ vương được 70 mảnh rồi nè. Tiamat nè anh em, tôi lên Tiamat nè, được 15 mảnh rồi. 15 mảnh rồi anh em, cố lên. Còn 85 mảnh nữa nha. Rồi, cái gì đây? Bí kíp Aries gì đây nè. Bí kíp Aries. Kính thiên văn. Rồi hoàng kim luyến đẹp, nói chung là nhiều thứ lắm anh em. Rồi đây là có một số ông râu trắng này, 65 mảnh Lucifer. Ui, đây có một mảnh của thần thạch vô minh nữa anh em, quá là ghê luôn. Rồi ok. À, đó là về phó bản hiện tại mình đã thua. Bây giờ mình sẽ vào đấu trường mình chơi thử vài trận nha. Nhìn nhận cái này nè anh em, có quà nè. Đấu trường ngay, hiện tại đang top 7 nè. Ui, ắc này từng xếp hạng cao nhất rồi, top 1 luôn kìa. Kinh. Đây là quán quân nha anh em, cựu quán quân nha anh em. Tuy nhiên thì bây giờ quán quân lực chiến ông vương lên tới ui cái gì? What? 78 triệu á. Mình có nhìn nhầm không anh em? 78 triệu lực, trời ơi, nhưng mà chắc cũng đúng anh em, tại vì theo mình biết thì bây giờ top 1 liên server người ta tới hơn 100 triệu rồi, trăm mấy chục triệu rồi, thì cái này 78 triệu thì đúng là hợp lý. Hồi xưa nhìn thì có vẻ vô lý, nhưng mà bây giờ thì hợp lý anh em, không có gì đặc biệt. Tuy nhiên thì con ạc này cũng từng là cựu quán quân nha anh em, chắc là vì một thời gian dài không đời không chơi, không đầu tư. Rồi bên top 1 thì lại đầu tư nhiều cho nên là lên top 1. Ạc này thì bị tụt top khá là nhanh. Bây giờ mình sẽ đánh thử với top 6 để mình lấy được top 6 nha anh em. Tôi nên vật là cường, cấp là cho cấp 175 nè. Rồi đánh thử luôn nha. Nếu mà thua thì thôi, bó tay. Rồi Sabo được đi trước nè. Giết được hai người. Một người chứ quên, giết Cersei thôi. Cái thanh niên nhân vật chính với lò máu xíu nữa thôi là mình kích hoạt được hổ đen có thể giết rồi. Ui. Đau nha bạn. Có hổ đen là ngon, có hổ đen là ngon. Rồi xong, bị chích xì ke luôn rồi, chứ bơ gì nữa. Xui quá anh em ơi, thiếu một tí đam nữa, đủ đam nó thì giết được rồi. Ok con dê, không kích hoạt được hổ đen luôn, máu còn không đủ, đam yếu quá. Rồi nhân vật chính bao các kiểu nè anh em. Bao các kiểu, mạnh lực tầm long, quá đẹp luôn anh em. Tuy nhiên thì đam cũng không có bao nhiêu hết. Sabo được đánh là ok đấy, nhưng mà rất tiếc là chết luôn rồi. Ây da, chết mà thậm chí là không giết được ai luôn anh em, chỉ giết được một lần hồi sinh của ông Sira thôi. Đen biệt. Nói rồi, mình thấy cảm nhận con ạc này chỉ tầm trung thôi. Mấy thanh niên kia mạnh quá mà, để mình coi thử thanh niên nào mình vừa đánh nhiêu triệu cho anh em. Nếu mà lực chiến hơn mình thì chấp nhận là đúng rồi. Dạo này mình thấy cái kiểm tra này nó hơi lâu lâu nha, lực chiến 9 triệu anh em, gần 10 triệu luôn thì đúng rồi, làm sao đánh lại. Thôi được rồi. Ủa cái gì đấy, chúc mừng Lucifer của Gen được rác vàng. Ô mình nhớ mình vừa nhận hết rồi mà, đâu ra nữa vậy. Oh my god. Thôi được rồi, chúng thì mình đã giữ được lời hứa của mình là sau con ngạc của bạn lên TV, đại loại là vậy. Cho nên là bây giờ mình cảm thấy rất là nhẹ nhõm và rất là vui rồi anh em. Cảm ơn em đã theo dõi clip của mình, nhớ like, subscribe, đăng ký kênh đầy đủ để ủng hộ cho mình nha. Và một lần nữa thì cảm ơn các bạn chủ ạc đã gửi ạc cho mình để mình sau nha. Rồi ok, anh em cảm nhận thế nào về con ạc này? Nếu như mình nhận cái cảm nhận của anh em thì anh em cứ để lại comment bên dưới nha, mình sẽ đọc những comment của anh em. Rồi ok, bye bye anh em, chúc anh em một ngày tuyệt vời.